chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Nữ Thơ Me nha. Em đang đi du lịch Sài Gòn về đêm nè cả nhà. Đang ở trên một cái chiếc xe bus mà đi vòng vòng dạo ở thành phố Sài Gòn á. Leo lên trên đây nó trên cùng trên là tầng 2 nè. Xíu quay chiếc xe cho cả nhà xem ha. Một vé hồi nãy thôi bao nhiêu nè. Vé một người lớn là 145.000. Đi vòng vòng Sài Gòn. Cảnh Sài Gòn về đêm đẹp quá trời. Cái này là mình đi về đêm nó sẽ đẹp hơn là mình đi ban ngày á, tại vì nó có đèn đường nhiều nè. Em quay lại camera cho cả nhà cùng xem ha. Sài Gòn về đêm nè cả nhà. Ở trước mặt là thương hiệu LV nè. Chỗ này bán đồ hiệu nhiều lắm luôn á. Chỗ này là chỗ Times Square ha. LV có nè, Dior có. Toàn là đồ hiệu không à. Khách sạn Caravel Sài Gòn ở bên kia kìa. Này. Bên đó là nhà hát thành phố. Nhà hát thành phố bên kia. Nhà hát thành phố Sài Gòn. Bên kia nữa là cũng là khách sạn bên kia luôn. Vòng vòng đây là khách sạn không á cái nhà. Khách sạn với trung tâm thương mại rất là nhiều luôn. Xe ở trên này nó có 2 tầng như vậy nè. Ở đây là tầng ở trên mui á. Ở trong này muốn ngồi ở trong thì ngồi, muốn ngồi ở ngoài thì ngồi, nhưng mà em ngồi ở ngoài. Em quay xuống em quay cho cả nhà xem nè. Trên này sạch sẽ, cái ghế nó rộng rãi, thoải mái. Nó không có chờ người đầy đủ chạy đâu. Đúng giờ của nó là nó chạy à. Nó có cái bảng giờ lộ trình đó nè. Cứ đúng giờ là chạy thôi. Này bên dưới. Ở người ta bán vé cho mình á. Ở ngoài này nè, nó có hai chiếc đi nữa. Chiếc hồi nãy đông khách quá đi rồi. Đây còn hai chiếc nó đậu tới nè. Hai tầng này nè, để trình tham quan ở Sài Gòn đó cả nhà. Chỗ nhà bên kia đổi màu xanh xanh đỏ đỏ đó là cửa hiệu H&M. H&M. Bên đó đó. Đang đợi đúng giờ ăn đi nè cả nhà. Liberty Center bên kia. Đây dưới đây là công viên. Công viên người ta ngồi chơi với nhau nhóc luôn kìa. Hả? Nhóm ngồi chơi với nhau bên kia kìa. Lúc nãy em đi lên nha, cái chiếc xe ở phía trước á. Xe ở chiếc ở trước hồi nãy là nó có phân nửa là nó mua trận, phân nửa là nó có cái mui á. Bây giờ chuyển qua cái chiếc này là toàn bộ ở trên đây là mui trần luôn nè cả nhà. Mui trần ở trên này hết luôn. Nó rộng rãi, nó thoải mái hơn là cái chiếc hồi nãy. Bây giờ xe chuẩn bị di chuyển là 7:45. Lên trên xe này còn được tặng mỗi người một chai nước suối nữa nè. Dịch vụ một chai nước suối. Cái lạnh và cái không lạnh. Chạy rồi nè cả nhà, quay cho cả nhà xem toàn cảnh của Sài Gòn nghe.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.